Xin chào quý anh em yêu cây đàn guitar trên kênh YouTube của Phương Phạm. Hôm nay Phương Phạm xin làm một cái clip để chia sẻ cái kinh nghiệm đệm guitar giọng thứ trên hợp âm mi thứ. Vừa rồi có rất nhiều những bác tuổi U50, 60, 70 có gọi điện cho Phương Phạm nhờ là hướng dẫn học guitar. Thì Phương xin làm một cái clip này để tóm tắt cái phương pháp, một cái cách đệm guitar mà dễ nhất cho quý cô chú. Bây giờ ở những cái lứa tuổi 50, 60, 70 mà đi học nhạc lý hoặc là nhìn những hợp âm để mà đệm ca khúc người ta soạn sẵn thì là một điều rất là khó. Cho nên Phương Phạm muốn làm một clip này để hướng dẫn một cái phương pháp đệm truyền tay. Và nhanh nhất ở cái clip này thì Phương xin hướng dẫn như sau là trên cái hợp âm mi thứ ấy, là một hợp âm rất hay ở trên cái đàn guitar, thì nó bao gồm này, đây là mi thứ. Trên cái đàn guitar cô chú chỉ cần là bấm cái nốt C và nốt mi, gạt cả cái hợp âm thì nó thành mi thứ. Ngoài ra thì có thể là mình đánh 3 nốt không nó cũng thành mi thứ, hoặc đánh bất cứ một cái dây nào ở trên cái 6 dây đàn này mà mình cứ giữ sẵn này, nó đều thành mi thứ cả. Đó, ngoài ra có thể là cũng này, mình bấm tắt một chút nữa này để bấm nút son ở cái dây này, dùng ngón út này thì nó cũng thành mi thứ. Đó, nó hay. Đi cạnh cái hợp âm mi thứ ấy thì là hợp âm la thứ. La thứ thì quý anh em chỉ cần bấm cái nốt mi này, nốt la và nốt đô, gạt tất nó thành la thứ. Đó, đơn giản lắm. Và cũng tương tự, tại mình có thể đánh 2 nốt nó cũng thành ở la thứ. Thế thì là mình tùy cơ ứng biến. Đi cạnh cái hợp âm này la thứ thì có hợp âm rê trưởng. Đấy, bao gồm là nốt la, nốt rê và nốt pha thăng. Đó, như thế này là đã 3 hợp âm đã đủ để đệm được một cái ca khúc rồi. Thì bây giờ Phương sẽ hướng dẫn đệm theo một cái lối đệm dọc nhé. Vì 99% các cái guitar đều đệm theo cái lối đệm dọc, chỉ có mình Phương ấy là đệm theo lối đệm ngang. Thế thì Phương sẽ sử dụng 3 hợp âm chính: mi thứ, la thứ và rê trưởng để đệm một cái ca khúc. Ngoài ra thì quý vị có thể tham khảo thêm cái hợp âm này này, si thứ nữa, nó cũng nằm trong cái bộ hợp âm của cái mi thứ. Đấy, nếu có thể bấm siêu ấy. Ngoài ra thì có thể si 7 nữa này. Đấy, nhưng mà nó khó quá thì ta bây giờ mà mới tập đàn guitar mà phải quan tâm đến ngần này hợp âm thì nó quá khó. Đây. Đấy, tất cả những hợp âm ngang ngang này các thứ. Đấy, thì nó đều nằm trong cái hợp âm mi thứ. Nhưng mà hôm nay Phương sẽ hướng dẫn là chỉ có 3 hợp âm thôi: mi thứ, la thứ và rê trưởng. Bây giờ Phương sẽ đệm cái bài Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang trên cái hợp âm mi thứ mà sử dụng 3 cái hợp âm này thôi. Thế thì cái cách đệm cái bài này là nó mình với cái đàn guitar thì nên mình quý anh em có thể hát theo cái lối hát nó lãng đãng, nó thư thái một chút thì nó mới ra được cái màu. Chứ bây giờ mà cứ theo một cái nhịp hoặc một cái điệu nào đó từ đầu đến cuối thì nó không hay, nó cứng. Và ngoài ra nếu mà ví dụ chẳng hạn như mà đệm theo một cái điệu nào đó thì mình có những chỗ mình nhanh, có chỗ mình chậm, có mình đi ra đi vào làm sao nó hợp. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái cách sử dụng hợp âm ấy thì một hợp âm mi thứ, một hợp âm la thứ và một hợp âm rê trưởng, quý vị là nên đánh như thế nào cho hay. Ví dụ đó,
mình co, mình giãn, mình theo cái cảm xúc của mình. Cứ thế thôi, theo cảm xúc mà bấm một cái hợp âm, rải mấy cái nốt, nó theo cảm xúc, nó theo cái nhịp chảy của cái tâm hồn mình thì nó mới hay. Chứ mà cứ đánh ấy. Thì nó giật cục, nó nghe nó chán, nó không thư thái. Bây giờ Phương sẽ cố gắng diễn tả lại một cái cách ngày xưa là hồi học và sinh viên ấy, thì Phương đánh đàn cũng, nó cũng bình thường. Thế thì mình sang các trường khác chơi thì là có những cái người họ đánh đàn chuyên nghiệp hơn, họ học nhạc viện, họ đánh kinh lắm. Thì bây giờ mình đánh theo họ thì là mình sẽ thua. Mà lúc đấy là mình đang cần tiếp cận những cái đối tượng ABC. Chị em họ thích nghe đàn thì mình cố gắng để mình tiếp cận. Thì bây giờ mình có cái kiểu của mình. Ví dụ ngày xưa đi đâu là chỉ hát những cái bài của ông Phú Quang, nó đau đáu về Hà Nội thì nó vào lắm. Thì Phương sẽ cố gắng nhé. Đệm bài hát Em ơi Hà Nội phố chỉ có 3 hợp âm. Đó. Và cái cách đệm đầu tiên là Phương sẽ đệm theo lối dọc nhé. Đấy, intro mình có thể mà làm có đoạn như vậy thôi. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng dí dao cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em góc phố mồ côi mùa đông. Mảnh trăng mồ côi mùa đông, mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà cổ tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt yên. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nối một con đường. Đấy là một cái đệm dọc mà chỉ dùng có 3 hợp âm thôi, nhưng mà mình có lúc mình đánh to, có lúc mình đánh nhỏ, có lúc mình rào rạt à. Đó thì nó nghe nó vào. Thì bây giờ đấy là cái phương pháp đệm dọc. Có thể là mình sẽ quý vị hãy thử một cái tiết tấu như là xì lô chẳng hạn. Xì lô nhưng mà hát theo cái kiểu mà bằng cái cảm xúc của mình, chứ không theo cái kiểu là cứ mạnh nhẹ, mạnh vừa nhẹ, hay là những cái kiểu mà thức tức quá. Mình ví dụ em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa dưa. Con đường vắng dí dao cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm. Đó, kiểu xì lô như thế. Và nó sẽ diễn ra một cái trạng thái này khi mà mình đệm ấy, thì là vì trong đầu mình cứ suốt ngày mình cứ đấy, nếu như thế thì mình nó cứ ám ảnh cái đầu mình và cái não mình nó sẽ không tập trung mà hát được. Cho nên là mình sẽ tập trung vào cái lời bài hát mình thể hiện, sau đó thì là mình giải hợp âm.
Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em, mùi hoa dừa. Đó, thì đây là một cái cách mình đi như thế nào, mình cảm xúc như thế nào, thì cũng chẳng quan trọng lắm, hợp âm mình chỉ cần thế thôi, mà miễn là mình dùng hay. Chứ bây giờ đệm rất là phức tạp, nó chẳng liên quan đến cái lời bài hát thì nó khổ ra. Mà cái nữa là âm nhạc thì nó làm sao cho mình nó dễ nghe. Thì bây giờ một cái phương pháp thứ hai là trên cái cơ sở là đệm dọc rồi thì quý anh em có thể là phát triển cái đệm ngang. Đệm ngang là hòa thanh theo chiều ngang. Đấy. Và còn đệm dọc là hòa thanh theo cái chiều dọc. Đấy. Thế thì như vậy, ví dụ chẳng hạn nhỉ, bây giờ phương đệm ngang nhé, thì là cũng một nốt như vậy là phương chạy và ngoài ra phương thêm thắt một chút, làm sao quý vị có thể là hãy tưởng tượng khi đánh xong mình sẽ chạy kệ, cứ chạy là nó thuận tay bấm được, thì mình cảm giác nó vào được. Ví dụ phương đệm cái bài này nhé. Đấy, mình dạo trong chính cái gập không? Đấy, ví dụ vậy. Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em, mùi hoàng, ta còn em, mùi hoa dừa. Con đường vắng, rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xóa, vai mềm. Đó. Thì khi mình tập hát thì mình tập đàn thì mình nên hát thấp mà để cho nó giữ cái hơi, còn khi mà mình ngon rồi quý anh em có thể cạp một cái capo vào, ví dụ là phương lên thêm một tí nữa, cạp như thế này thì nó thành pha thăng thứ này. Mình có thể dạo bừa đi một cái đoạn là mình cảm xúc được ở trong cái thế tay. Mình cứ bấm, không bao giờ sợ sai đâu. Đấy. Đấy. Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em, mùi hoa dừa. Con đường vắng, rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa, vai mềm. Đó, cái đoạn một. Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông. Ta còn em, góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà cổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em, một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay, chợt nhoa chợt hiện. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nối một con đường. Vừa rồi là cái bài Em ơi Hà Nội phố là phương kết hợp đệm ngang, pha một tí đệm dọc, và chỉ áp dụng đúng 3 hợp âm mi thứ, la thứ và rê chuyển.
Bây giờ là Phương sẽ tăng thêm hai hợp âm nữa, là hợp âm si thứ và hợp âm si bảy, si bảy và hoặc si trưởng nữa. Đấy, si trưởng nó như thế này, nó bỏ cái nốt này, nốt giữa ra thì thành bảy, thêm bậc bảy vào đấy, nhưng mà mình không quan tâm. Bây giờ Phương sẽ đem để cho nó phong phú hơn, để quý anh em có thể hình dung là cái bài Em ơi Hà Nội phố mà được thêm hai hợp âm nó sẽ lợi hại hại như thế nào nhá. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa dứa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm. Đó, ta còn em, bấm thêm cái nốt rê. Cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em, góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng riêng cầm trong căn nhà cổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em, một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay chợt nhòa kỷ niệm. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nối một con đường. Đấy thì là cái nối đệm, thì là cái kiểu cuối là Phương hơi nó phức tạp một chút để quý vị hình dung là mình thêm thắt một chút. Còn đầu tiên thì là nếu như một cái phương pháp đệm đàn mà mình cứ nhẩn nha, mình đánh hai ba nốt nó thật tình cảm, sau đó thì mình thuộc rồi thì quý vị có thể hoàn toàn chạy thêm nhá. Em ơi cứ luôn Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, đó. Ta còn em mùi hoa dứa. Nó rất mềm. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm. Đó, nó cứ như thế thôi. Thì tương tự như vậy thì là mình có thể phá giải được tất cả những cái bài như của ông Phú Quang. Ví dụ Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay yêu gió lạnh. Hoa sữa tôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, góc phố nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mơ. Đấy, nó kiểu như thế. Tức là từ một cái bài, một cái kiểu đệm là mình phá giải. Và lúc nào máu lên, khi mà nó quen tay rồi thì là mình sẽ đánh rất dễ. Còn không thì mình đánh ba hợp âm thôi cũng rất tốt. Ví dụ Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa tôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về. Đây, nó
rất đơn giản nhưng mà nó lại vào hơn là mình đệm phức tạp như đấy, bởi vì là cái bài này giai điệu rồi cái cảm xúc nó hay rồi, cho nên mình chỉ cần bấm đơn giản thôi. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao thương nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây. Dường như còn đây. Như vậy là các cô chú hình dung là chỉ có ba hợp âm thôi. Đấy. Thì khi mà mình chơi là mình thả lỏng ra, mình đừng có câu lệ nó kệ nó. Cái này cứ vào đâu rồi nó thì mình quẹt nó. Nhưng mình cũng không đánh to quá, tiếng đàn to quá thì nó sẽ bị thô. Thì hôm nay thì là Phương chia sẻ một cái kinh nghiệm như vậy. Bởi vì là khi mà mình đệm đàn thì là cái khó nhất ấy, đó là cái tay là bấm nốt hay bị trượt. Thế thì là cái hợp âm mi thứ là nó chỉ có hai nốt thôi, mình bấm mãi thì nó rất khó trượt. Cái hợp âm la thứ nó chỉ có ba cái nốt thế này thôi. Đấy, mình cứ chụm như thế này này, đây Phương chụm như thế này, đặt vào là ăn luôn. Đó. Phần bên đây trưởng nó chỉ thế này thôi. Thế thì là dần dần sẽ cái đầu tiên là mình xếp này, xếp này, xếp. Đó. Xong dần dần là cái cơ tay nó quen đi thì là không bao giờ bấm trượt nữa. Khi mà được ba cái hợp âm rồi thì là mình thêm một hợp âm nữa là si thứ. Đó. Khi được hợp âm si thứ bấm mãi thế này rồi nó được rồi. Đấy. Quý vị cứ bấm thì nó dễ đơn giản có thế này thôi. Đấy. Thì là xong. Thì mình chỉ thêm hợp âm si 7 nữa thì chỉ cần bấm hai cái nốt này thôi. À, nó dễ. Chỉ là mình đánh nó bằng cảm xúc thì là dễ hay hơn. Chứ bây giờ là đệm mà nó phức tạp quá thì nó không hay. Thì chỉ một hợp âm mi thứ, dùng một cái capo kẹp. Khi nào mình cảm thấy nó hợp với giọng của mình thì là hát thôi. Nó giải được tất được những cái bài giọng thứ. Bài gì cũng hát được. Ví dụ những cái bài ví dụ son thứ này, bấm vào đây thành son thứ, mình cứ coi nó là mi thứ đi. Đấy. Người yêu cũ vừa chia tay tình mới, trong mắt em cả một trời buồn. Cái bài ngược lối của Phương Phạm. Chợt nghĩ ngày xưa chuyện mình tan vỡ, em cũng thế này hay đớn đau hơn. Người đến người đi do thoáng qua đời, như chúng mình đã bao lần hẹn ước. Một lần buông tay cũng lạc mất nhau mà thôi. Thế thôi thì gạt vậy nó cũng ra. Em đừng trách hay giận hờn người ấy, vì tháng ngày qua từng giấc ngọt ngào, anh đã thấy em vui trong hạnh phúc bởi những chân tình người ấy trao em. Mình vừa hát là mình vừa thổ lộ bằng cái biểu cảm khuôn mặt của mình. Đánh đàn mình đánh tiết kiệm thôi, nó vẫn ra. Chứ không cần vì phải đánh quá phức tạp gì cả. Thế thì là Phương chia sẻ cái cách đệm như thế. Thì là đương nhiên thì là bằng một cái lý do nào thì quý vị vẫn phải tập đàn, vẫn phải tập hát thôi. Tập hát thì Phương cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm. Khi mà bắt đầu vào một cái câu hát này, là quý anh em không lên là một phát hát luôn, là mình phải hít thở cái hơi thở này và ép hơi bằng bụng chứ không phải là bằng ngực nhá. Ví dụ mình hít thở này. Đấy. Người yêu cũ vừa chia tay tình mới, hít thở hít vừa đủ thôi. Trong mắt em cả một trời buồn. Đấy, hít thở, chợt nghĩ, hít thở tiếp. Ngày xưa chuyện mình tan vỡ, hít thở. Em cũng thế này hay đớn đau hơn. Như vậy là ngày xưa Phương cũng được học một tí thanh nhạc, thì thầy giáo có dặn là bắt đầu vào một câu nhạc mình phải thở, mình phải tưởng tượng là chỗ nào chấm, chỗ nào phẩy ấy. Chỗ nào mà cả người yêu cũ vừa chia tay tình mới, chấm, hít thở. Trong mắt em cả một trời buồn, phẩy,
chợt nghĩ, phải ngày xưa chuyện mình tan vỡ, chấm em cũng thế này, phải hay đớn đau hơn. Đấy, nó như thế, mình chia ra. Và khi mình đã lấy hơi vào bụng là mình không lấy hết, mình cảm giác là trong bụng mình lúc nào nó có một chút hơi, giống như cái xăm bơm vừa đủ rồi. Khi nào mình cần một cái câu nào vừa đủ, mình hít vừa đủ, mình hát, thì như vậy là mình sẽ không bị chật nhịp, mình không chật nhịp và mình luôn luôn có hơi, và mình có thể biểu lộ cảm xúc được. Chứ mình rồi, người yêu cũ vừa chia tay tình mới, trong mắt em cả một trời buồn, thì nó không có hơi thở ở giữa, thì cái bài hát vứt đi. Cho nên là cái cách hít thở như thế. Và quá trình đánh đàn cũng phải hít thở. Muốn đánh một câu nhạc hay cũng phải hít thở. Ví dụ như Phương đánh dạo một cái đoạn intro, Phương phải hít thở, Phương mới đánh được. Chứ không nó bị trệch nhịp ngay nha. Ví dụ Phương phiện một câu. Thì nó có thở, nó có hít, thì nó sẽ điểm xuyến cho cái phần đệm, phần hát của mình. Hơi thở nó rất quan trọng. Và cái này là Phương học các con của mình đấy. Các con học violin thì thầy giáo dạy rất quan trọng về các cái nét nhạc bằng cái hơi thở. Thì Phương áp dụng cho đệm đàn guitar, cũng như là ngày xưa được học một chút thanh nhạc thì thầy có dặn là về hít thở. Thế thì là trong cái bài chia sẻ của Phương hôm nay thì Phương nâng lên là một ca khúc chỉ cần 3 hợp âm thôi. Và hôm nay Phương sẽ áp dụng cái hợp âm mi thứ, và quý vị là sử dụng một cái capo này để có thể gần như các bài thứ là bài gì cũng đệm được, cứ lãng đãng kiểu này. Guitar nó hay hơn ở cái nhạc cụ khác là nó cứ đánh, nó cứ ra ra vào vào theo cái kiểu cảm xúc thì nó hay, cũng không cần phải từ đầu đến cuối đúng nhịp cả, vì người chuyên nghiệp mới cần. Chứ còn là mình cầm một cái đàn mình trải lòng thì nó chỉ cần thế thôi. Thì là cái chia sẻ kinh nghiệm của Phương hôm nay. Đến đây xin được tạm hết, và hẹn lại quý anh em yêu cây đàn guitar vào một cái chương trình khác. Xin hẹn gặp lại và chúc quý vị ngủ ngon. Bây giờ đêm cũng là 4 giờ đêm rồi, thì Phương dành một chút thời gian để làm cái clip này để gửi tới các quý cô bác vừa rồi có gọi điện cho Phương là hướng dẫn một cái cách đệm rất đơn giản, để quý vị cứ căn cứ vào cái phương pháp Phương vừa chia sẻ nhé. Xin chào tạm biệt ạ.